Dạ, đi lên. Gì vậy? Gì mà quá trời vậy? Bạn tên là gì? Xin chào quý vị khán giả và xin chào Quyền Linh cũng như chị Cát Tường. Em là Trình Hoài Hoàng Tâm, vừa tròn 27 tuổi. Bạn làm nghề gì? Em hiện nay là một biên tập viên phát thanh bên radio. Rồi, cảm ơn bạn. Chúng ta sẽ chào bạn nữ ra. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Em chào Cát Tường, em chào anh Quyền Linh cùng quý vị khán giả. Chào bạn. Chào bạn, bạn tự giới thiệu về mình. Dạ em là Trang, năm nay em 26 tuổi ạ. 26 tuổi, Trang đang công tác ở đâu? Dạ em hiện tại đang làm ở nhóm biên phiên dịch của một công ty bảo hiểm. Phiên dịch tiếng nào? Dạ tiếng Anh thôi anh chị ạ. Đối với chị là em rất sành điệu, rất dễ thương như thế này. Công việc thì cũng ổn định mà tại sao lại chưa có bạn trai ha? Chắc là tại vì em chưa tìm được gọi là như cái sự đồng điệu á chị. Tức là thật ra gặp thì cũng nhiều, cũng có một số bạn thì cũng có thể là quan tâm, cũng muốn làm quen, nhưng mà tự nhiên cái mình không có cảm giác là mình muốn làm quen hoặc là mình muốn tiến tới bạn đó. Để đồng điệu với bạn thì người nam cần những điều gì? Em nghĩ là không cần phải là đẹp trai, nhưng mà tự nhiên em chắc là ấn tượng đầu tiên của em về bạn trai đó là chắc là nụ cười. Thế nếu bạn nụ cười của bạn đã ấm áp thì tự nhiên chắc là nụ em cười sẽ hả? Dạ đúng rồi anh. Tao bằng cười lớn lớn mình kia nghe thử coi. Ủa anh, cười ấm áp đâu có nghĩa là cười lớn đâu anh. Cười ấm áp mà. Cười ấm áp là cười sao mà. Chắc là khi vừa mới nhìn xong mà nở nụ cười cái thôi đừng ra tiếng được rồi. Còn bạn, một người tôi nghĩ rằng giao tiếp rất là rộng rãi, gặp nhiều người đẹp, tại sao mình chưa có người yêu? Cái mẫu người con gái của em mà em rất thích đó là giống như Đông Nhi. Nhưng tính tình thì sao? Em thích người con gái nữ tính và dễ chịu. Con gái thì mình nữ tính rồi. Không, có nhiều con gái cá tính lắm anh, mà kiểu như là tomboy. Em không thích cá tính. Em không thích cá tính quá, em thích một người con gái nữ tính và hiện đại. Chết rồi, lỡ em hơi nam tính thì sao chị? Đó. Chắc là sẽ gặp và sẽ biết đâu nếu thấy có cái gì đó ấn tượng là sẽ biến cái hơi nam tính đó sẽ hòa với mình hơn. Mình có đưa ra cái chuẩn người đàn ông như thế nào? Em thích ca sĩ Adam Levine đó chị, nhìn ảnh rất là men. Cái mẫu lý tưởng thôi. Dạ, đúng rồi. Đúng không? Bây giờ thực tế thì mình cứ tìm kiếm một cái người bạn trai của mình là người như thế nào? Thì em muốn một người nào đó biết quan tâm đến gia đình, quan tâm đến em. Và đặc biệt là anh đó phải chung thủy. Và cũng phải trong tình yêu thì cũng phải rõ ràng. Ví dụ như là thích thì nó thích, nhưng mà ví dụ như khi mà có một người con gái khác hoặc là gì đó lăn lộn thì anh cũng phải rõ ràng với em. Chứ em không thích là che giấu giấu gì đó thì em không thích. Với lại còn về ngoại hình thì không được đầu hói đầu, không được bụng phệ. Cũng phải sạch sẽ nữa chị. Tức là chứ là chỉnh chu á. Bên đó có người nào nhột không ta? Có. Có không? Cũng hơi hơi hói, hơi hơi bụng bự rồi đó. Mình có thể nói về cái khả năng của mình chút xíu. Như là em có thể biết guitar một chút xíu, biết đàn ok tí xíu, có biết nấu ăn. Bố mẹ em mở tiệm ảnh nên thành ra em cũng biết làm Photoshop một chút xíu. Là biết nhiều quá rồi. Tức là cái gì nó cũng biết chút chút hết đó chị. Còn cái điểm yếu nào của mình nè? Trong công việc mà em bị stress á thì đôi khi em cắt đứt với lại môi trường xung quanh. Tức là em tự thu mình lại vậy đó chị. Tự cô lập mình. Dạ đúng rồi, tại vì em nghĩ là lúc đó em đang bực mình, xong lỡ mà ai mà đụng tới em xem là em sầu lông lên thì tội nghiệp người ta. Rồi, còn bạn trai, bạn có những ưu điểm và khuyết điểm như thế nào? Em nói khuyết điểm trước. Em có một cái nhất mà em thấy em chưa hoàn thiện, đó là em rất sợ độ cao. Nhưng mà em thích leo núi. Em muốn chinh phục và cái bản thân của mình. Với lại em ngủ nướng. Nói về sở trường thì em chắc là nó liên quan đến ngành nghề của em luôn. Đó là em thích nhất là cái lĩnh vực phát thanh. Em còn đi hát và là MC. Thế hát một đoạn nào đó để tặng bạn gái bên kia. Em tặng bạn nữ ca khúc Màu Yên Linh đã từng trình bày. Cảm ơn tình yêu. Lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như chơi vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi được thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, làm sao nói nên lời. Hạnh phúc trao dâng, lời hát xinh cảm ơn tình yêu đã cho chúng ta gần nhau phút giây còn mãi. Hát lên lời hát xin cảm ơn tình yêu đã cho chúng ta một đêm nhớ. Xin cảm ơn tình yêu đã cho chúng ta nhiều đêm nhớ.
giọng hát của bạn cũng rất là hay. Bạn cảm giác như thế nào? Dạ, giọng hát rất hay, làm em xấu hổ quá. Bạn này còn thể giả giọng nữa đúng không? Đâu còn tài gì, biểu diễn luôn đi. Em giả về voi, về lồng tiếng thì được. Lồng tiếng đâu, thử thí dụ coi. Thằng cu tí đâu rồi, ra đây ông bảo coi. Dạ, ông kêu con. Ra kia mua ký thịt bò về cho ông coi. Dạo này sức khỏe yếu quá à. Nhớ nha, mua bò loại 1 đó. Dạ con biết rồi. Ừ, ông ơi, ông đưa tiền đi, không có tiền sao mua. Ừ trời ơi, mày ra mày mua đi, lát tao đưa lại, đi lẻ đi. Dạ con biết rồi, nhưng mà con muốn mua kẹo. Ừ được rồi, đi đi. Dạ cảm ơn ông. Rất là nhiều tài, tôi không nghĩ rằng bạn lại không có một cô gái nào mà để làm bạn đời nha. Hả? Chào chị. Được ha. Thì ra là đây. Hay. Diễn viên ca sĩ lồng tiếng. Hát rất là tình cảm. Hình như có nhiếp ảnh nữa thì phải. À, em muốn có một món quà nhỏ cho bạn nữ. Nhìn kỹ như vậy. Không, coi coi cái dán tóc lên coi thử coi che che. Không hói đâu đúng không? Ừ. Không hói đâu. Có rụng một vài sợi. Quay qua đây coi. Em biết có bị bụng phệ. Bụng thì không có phệ, chỉ có trán thì nó hơi cao, thông minh, trán cao thông minh. Bạn không có thích cái điểm nào ở người con gái? Em không thích con gái có tính tiểu thư. Không, cô này hay lắm, giống như anh Linh vậy đó. Em đang rất là hơi thổn thức cái chuyện là em bị chú ý bởi cái giọng nói. Giọng nói rất là hay. À vậy hả? Cố gắng nha. Có nhiều cái hay. Trán cao thông minh em. Tức là không hói đúng không chị? Không, tương lai sẽ hói. Em đi với ai, có ai bạn bè nào theo ủng hộ em không? Có đi với em gái của em ạ. Đâu em gái em đâu? Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quỳnh Linh ạ. Rồi em gái xinh vậy là nhìn em gái là biết chị gái hay sao rồi nha. Em thấy cái anh bên kia sao? Trang ơi, em thấy anh là một người khá là ấm áp. Nhưng mà đó là những gì mà em thấy thôi. Chứ còn quyết định là do Trang. Và em mong rằng là Trang sẽ có quyết định đúng đắn để có thể có được cái hạnh phúc. Vâng, dạ. Cảm ơn em. Còn bạn, có người thân đi không? Dạ, có bạn bè em cũng bận. Bạn có thích bạn trai làm trong lĩnh vực nghệ thuật không? Dạ, trước giờ em chưa nghĩ đến là em sẽ quen ai làm trong lĩnh vực nghệ thuật hết đó chị. Dạ, tại vì em nghĩ chắc là làm trong showbiz thì chắc là hơi lăng nhăng. Gì vậy? Hỏi anh Linh biết cái gì? Anh có lăng nhăng. Cái gì lăng nhăng? Ai nói showbiz lăng nhăng? Dạ, em nghe người ta nói. Nghe nói cũng đừng nên nói. Nói đụng chạm nhiều người. Có nhiều người người ta đàng hoàng lắm, số 1 luôn á. Dạ. Thực sự là để đánh giá một con người á, không phải là chúng ta nhìn ở bề mặt bề ngoài, nhìn vào một nhóm người nào đó. Tôi biết có nhiều người tốt lắm. Em lỡ lời. Ok. Bây giờ em nghĩ là cho hai bạn gặp nhau đi để coi họ có đồng cảm được với rồi, nhau hay không. Rồi chúng ta kéo màn lên. 2 phút để trò chuyện với nhau, để tìm hiểu nhau. Bắt đầu. Chào em. Trước khi bắt đầu anh muốn chụp một em một bức ảnh để làm kỷ niệm và tặng em ha. Tại vì anh rất là thích chụp ảnh. Chị Cát Tường không ạ? Hay là không, chị né. Anh muốn em có một tấm ngồi và tấm đứng ha. Sao thấy giống đi phỏng vấn quá vậy anh? Anh muốn làm một tấm hình để tặng em. Dạ dạ. Chụp trả tiền á. Ok, em phải đứng. Chụp lấy liền á. 5,000 xong. Chắc em phải lấy vậy quá. Dạ, ok. Em sở thích của em là gì? Em thích nghe nhạc, đến cà phê, du lịch. Em có xem phim không? Có, xem phim em cũng thích. Cái thư giãn của anh ngoài âm nhạc ra thì anh thích đi xem phim. Anh thích cập nhật những cái bộ phim mới ra. Anh thường hay đi coi phim vào cuối tuần hay là vào những ngày trong tuần? Vào bất kỳ ngày nào mà anh rảnh, anh sắp xếp được thời gian là anh đi. Ở nhà anh thì có bao nhiêu anh chị em ạ? Anh có sống có chung mình với lại? Anh thôi. Hiện nay trên đây thì anh ở một mình. Trong giới showbiz thì gặp gỡ rất là nhiều người đẹp. Thì bạn có ghen với điều đó hay không? Em nghĩ là mình tin ảnh là ảnh không có rung rinh trước người khác là được rồi. Mỗi bạn sẽ nhìn nhau thật kỹ, một câu tình cảm. Một câu thật là ngọt ngào, rung rinh tình cảm. Em có đồng ý sau buổi này đi xem phim với anh? Tối nay hả? Học sau cái buổi này. Dạ, nếu vậy thì được. Bạn gái muốn nói gì không? Em không biết nói gì hết trơn. Em nghĩ bạn gái nói là đồng ý đi xem phim là cũng đủ. Dạ, cũng lãng mạn rồi chị ha. Thôi hết giờ rồi. Ta có 3 tiếng đếm. Chị nghĩ là kỹ nha em nha. Để quyết định hẹn hò hay không hò hẹn. 3 2 và hết thời gian.
giờ. Nếu như cái trái tim đó có một nửa đỏ thì bạn trai sẽ nghĩ thế nào? Không sao cả, có thể làm bạn cũng được. Nhưng mà dù sao đã đồng ý đi xem phim rồi sẽ có nhiều kế hoạch hơn. Vé xem phim tặng các bạn. Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Quà tặng của hai bạn, nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, cảm ơn chị Cát Tường. Rồi, em cảm ơn anh Quỳnh Linh. Trả lời bạn máy chụp hình. À, mỗi bạn đều có một cái cá tính và một cái sự trải nghiệm. Cặp đôi này là em thấy phù hợp rất là. Cùng trải trên con đường đời, tôi tin chắc rằng sẽ họ sẽ tiến xa hơn nữa. Chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Hạ Màn. Dạ, mẫu người lý tưởng của em á, về ngoại hình là nơi chụp cao to mập bự. Cao to mập bự là sao? Dạ ôm cho sướng anh. Và bây giờ chúng ta sẽ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai bước ra sân khấu. Xin mời bạn. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả. Em tên là gì? Em tự giới thiệu. Dạ, em tên là Thanh Trúc. Năm nay em 22 tuổi. Là cử nhân vừa tốt nghiệp trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Mới vừa tốt nghiệp là chưa có việc làm ha. Dạ. Trúc 22 tuổi. Xin mời bạn trai. Chào bạn. Chào bạn tên gì? Dạ em tên Phạm Quốc Phước. Em 24 tuổi. Em làm nhân viên bảo trì điện. Tức là điện đâu hư là bạn tới bằng sửa. Dạ đúng rồi. À vậy à. Quê bạn ở đâu? Dạ quê em Đồng Nai. Ở Đồng Nai luôn? Dạ. Nhưng mà làm ở Thành phố Hồ Chí Minh hay làm Đồng Nai? Dạ em làm ở Đồng Nai luôn. Đồng Nai luôn. Dạ. Trúc à, hiện tại là mới vừa tốt nghiệp thôi. Dạ. Có định hướng làm việc ở đâu chưa? Dạ thật ra là trước đây em cũng ra đi làm ở ngân hàng rồi. Mà thời gian này thì cũng nghỉ việc ở nhà nghỉ ngơi để chuẩn bị công việc tiếp theo. Từ trước đến giờ có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ chưa có mối tình nào chị. Từ hồi đi học tới giờ chưa có mối tình nào luôn. Dạ. Mình có để ý ai đồ này kia không? Dạ nói chung là bạn bè chơi thân bình thường thôi chứ cũng không có quen ai hết chị. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ hai mối tình. Lý do tại sao mình chia tay? Dạ một là bạn kia đi lấy chồng, còn một mối tình thứ hai là bạn vì hoàn cảnh gia đình nên em chấp nhận cho bạn gái đi nước ngoài lấy chồng. À, tức là hai mối tình đi lấy chồng hết rồi. Dạ. Em quen bạn gái thứ hai là khoảng được 4 năm rưỡi á, là trước khi bạn gái đi là chưa nói là lấy chồng, có nghĩa là nó đi qua nước ngoài để làm phụ giúp gia đình thôi. Kêu em là đợi 3 năm, là em đợi được 2 năm rưỡi là bạn gái về, bạn gái nhắn tin cho em mà nói là đã có chồng có con luôn rồi, là đừng có đợi nữa. Lúc đó bạn thấy trong người sao? Dạ rất là hụt hẳn, nói chung là cười ra nước mắt. Bây giờ nếu lần này mà yêu cô này rồi cổ cũng xin đi nước ngoài học 2 năm cổ về rồi cho cô đi không? Dạ chắc không quá, đi nữa chắc đi luôn. Những cái điểm mạnh của mình là gì? Dạ thì điểm mạnh của em là cũng có thể là coi là đảm đang, nấu nướng làm bánh rồi thì cũng có thể làm được. Vậy hả? Dạ thì em rất là thẳng tính, thích thì mình nói thích, còn không thích thì mình nói thẳng cho người kia biết là mình không thích như vậy. Hồi kéo màn lên thấy anh đó thích là em thích anh. Dạ không thích đứng ra đi về. Chỉ cần những cái điểm yếu của mình. Dạ điểm yếu của em á là nói chung là ngại tiếp xúc với trai lạ khi lần đầu gặp mặt. Nhưng mà không có lần đầu làm sao có lần thứ hai thứ ba đúng dạ, không? Dạ thì đúng rồi, trước lạ sao quen. Hồi nãy nghe bạn gái bên kia chưa có mối tình nào bên đây cười mỉm chi nó hợp với em. Không có phải là hợp về không có mối tình nào mà là hợp về sở thích là nấu ăn. Nấu ăn, bạn thích nấu ăn nữa hả? Dạ mỗi lần đi du lịch là em lên kế hoạch nguyên một đám bạn như khoảng mười mấy đứa là em lên em tính toán nè ăn cái gì hay là bao nhiêu tiền đi đâu rồi em tính hết. Coi như tài gia nội trợ làm hết à? Dạ. Nấu nướng về khỏe rồi vợ khỏi phải lo gì hết. Dạ. Còn gì nữa? Dạ. Những mặt mạnh nào mình có thể nói cho đối phương bên kia biết hết? Dạ. Hết rồi. Thế mạnh có nhiêu đó thôi. Dạ. Còn thế yếu. Tính em cũng hơi bảo thủ một xíu là em không thích là gọi là ăn cơm trước cản. Có nghĩa là quen bạn gái 4 năm rưỡi nhưng mà thật sự là chưa có ăn cơm không trước cản. Dạ. Không ăn. Có nghĩa là không phải là em nhút nhát, có nghĩa là em nghĩ cho bạn gái em, có nghĩa là nếu mà sau này mình không quen người đó nữa thì không phải ai là cũng chấp nhận được người như vậy. Có khi nào cưới rồi về mình tính tiếp. À, quan điểm của em về tình yêu là như thế nào? Dạ, đối với em thì mến thì đến với nhau bằng tình yêu chân thật của mình. Không vì những lý do khác như là hay lợi dụng này nọ nên là em không thích những điều đó. Những vì lý do đó mà cũng chưa có bạn trai. Lợi dụng gì em?
Nói chung là giống như ăn cơm trước kẹn, giống như anh bên kia nói vậy đó. Đòi ăn cơm hả? Cái nào kỳ lạ mới quen đòi ăn cơm. Vậy em quan điểm như thế nào về cái chuyện sống thử? Dạ em không thích điều đó, mà em không chấp nhận điều đó. Vậy là em cũng giống bạn bên kia, khi nào cưới mới ăn cơm. Dạ. Ngoài cái công việc làm điện ra, bạn còn làm gì nữa? Dạ em có làm bên ngoài, với lại em có nuôi chăn nuôi này nọ. Chăn nuôi? Dạ. Nuôi gì? Dạ nuôi bò. Nuôi bò? Dạ. Mấy con? Dạ hai con. Hai con bò? Dạ. Là ở đâu? Dạ ở quê Vĩnh Cửu á. À ở dưới quê lên tham gia chương trình rồi về về nuôi bò tiếp. Dạ không. Nữa lấy vợ về ai chăm sóc vợ? Dạ không đi. Em làm được hết anh. Thôi nấu cơm lo hết rồi chăm sóc bò. Dạ. Vợ về quay ra chăm sóc vợ. Bình thường á. Dạ cũng càng hoàng. Để phải hỏi bên này nha. Nhưng mà giờ Trúc ơi, bạn trai ở dưới quê vậy thì em Vĩnh Cửu hả? Em có ngại không? Ví dụ mình đi về quê bạn chịu không? Thật ra là em ở Biên Hòa, cũng gần Vĩnh Cửu. Vĩnh Cửu gần mà. À. Sát bên. Có kiến thức gì về chăn bò không? Dạ, đi nuôi bò được không? Không lẽ giờ vậy đi nuôi bò. Ta học ra tới, nhưng mà ta học ra tới cử nhân gì rồi kìa. Trời ơi, anh nói hả? Anh cũng thích nuôi bò mà không được á. Dạ, em biết mà. Sao thấy cảm nhận cái giọng nói bên kia được không? Dạ được. Thằng kia chất phát là thà lắm á. Dạ. Bên này là ok lắm á nha. Dạ. Lo không lo, không lấy người khác lấy đáng chịu à. À bây giờ trước khi chị coi mặt nè thì em nói về cái mẫu người lý tưởng của em đi. Dạ mẫu người lý tưởng của em á, về ngoại hình là cao, nói chung cao to mập bự. Cao to mập bự là sao? Dạ ôm cho sướng anh. Còn về cái điểm nào mà em không thích về người bạn trai của mình? Dạ nói nhiều chị. Nói nhiều. Với lại con trai mình tính toán sao ra từng ly từng tí á, soi mói vào những cái vấn đề tế nhị của người phụ nữ. Tế nhị là ví dụ như gì? Như vấn đề cân nặng của người phụ nữ. À em hỏi em nhiêu ký là không được đúng không? Dạ. Ngoài cái điểm đó ra còn cái gì nữa không? Nhậu nhạc, cờ bạc, thuốc lá hoặc là lăng nhăng là những điều đó là cũng không được. Nếu bây giờ mình chọn được đối tượng mình hẹn hò thì bao nhiêu lâu nữa mới tính đến chuyện hôn nhân? Thấy em cũng còn trẻ đúng không? Dạ chắc cũng 3-4 năm gì nữa. 3-4 năm? Dạ. Để đi coi anh có đợi nổi 3-4 năm không nha. Dạ em chào chị. À chào bạn. Mình có đặt ra cái chuẩn bạn gái cái gì mình thích, cái gì mình không thích không? Bạn gái chỉ càng cao 1m57 đến 1m6 là được rồi chị. Còn em cao nhiêu? Dạ em cao 1m7. 1m7 sao thấy lùn vậy? Dạ. 7 hả? Dạ. Nặng nhiêu ký? Dạ em nặng 65kg. Dạ, phải tăng thêm 5kg nữa đi. Bên này dạ. Thích bự bự mập mập hả? Dạ em cũng mập đó chị. Không, ốm. Ốm gì vậy mà ốm gì? Ốm dạ. So với bên kia. Nó xấu ta nữa thấy không? À, không thích bạn gái như thế nào? Dạ không thích bạn gái mà nói nhiều quá chị. Có nghĩa... Bên đây em thích trai nói nhiều, bên đây em thích gái nói nhiều. Hai đứa nhìn nhau câm nín. Dạ em thích người gái tóc dài, truyền thống một xíu. Nhìn dễ thương là xíu là được rồi chị. Muốn chuyện nào kết hôn? Dạ khoảng 3-4 năm. Vậy là cũng hợp với bên đây rồi. Dạ còn trẻ mà chị. Đúng không? Dạ, nhưng mà 3-4 năm đó là phải ở bên nhau, nó xin đi là không cho. Nhớ nha. Dạ. Bắt phải... nuôi bò nha. Nuôi bò, bò bên đây là hy sinh hết. Dạ. Làm gì làm phải nhớ nãy ứa trước bao nhiêu người là cái vụ mà ăn cơm trước kẹn là không được nha. Dạ không, đúng có không? Chị chuyện đó là không bao giờ. Cho ăn có ăn không? Dạ không. Mà có ăn được không? Dạ. Có biết ăn không? Biết không, nói thiệt cho gì thường nghe đi. Biết ăn không? Dạ đó giờ chưa bao giờ em đâu biết được chị. Cho nên là cũng không biết luôn hả? Dạ này cũng đau đầu rồi nha. Nói đùa vui thôi, bạn rất là chân thành, có ý thức gìn giữ như vậy, tôn trọng bạn gái. Nay bạn đi từ Vĩnh Cửu lên đây với ai? Dạ đáng lẽ đây là em đi với em nhưng mà nay nhà có chuyện nên đi em ở nhà. Đi mình? Dạ. Mình có đi với người thân mình không em? Dạ, em đi với lại chị em. Chị em đâu? Dạ, chị em ngồi. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. À, chào chị của Trúc. Bạn đánh giá thế nào về chàng trai đang ngồi đây? Dạ, bạn hiền, chân thành, cũng được Trúc ơi. Được không? Dạ cũng được. Được ha. Là quá được đấy. Chúng ta sẽ kéo màn lên, các bạn sẽ có 2 phút để trò chuyện với nhau. 2 phút dành cho các bạn, bắt đầu. Chào anh. Anh uống hả em? Dạ, cảm ơn anh. Ủa bạn sáng bạn đi chuẩn bị hoa, bạn mua hoa ở đâu rồi bạn? Dạ không, nè em làm ạ. Đâu, đâu, đâu? Tự làm hả? Dạ. Em hoa với Vĩnh Cửu luôn chị. Chú đáo chứ. Hoa là đẹp đúng không? Dạ. Trai mà làm hoa coi chừng. Cơm không biết ăn. Dạ 100% là men. Em thấy thế nào? Dạ thì nghe nói chuyện thì thấy anh cũng hiền. Anh thấy em sao, có như những gì anh tưởng tượng không? Hơn như vậy nữa.
Rồi, cảm ơn anh. Em có gì muốn hỏi anh không? Em hỏi anh là thí dụ như là khi mà quen nhau anh có quản lý người yêu của mình hay không? Không. Anh nghĩ là trong tình cảm nhưng mà mỗi người cũng phải có một sự tự do riêng của mình. Em cũng nghĩ vậy. Cuối tuần thì anh có thường hay đi đâu chơi không hay là... Có, cuối tuần anh đi với bạn bè. Đi bằng xe, đi bằng khởi bò đi. Bây giờ mình hẹn hò ở đâu? Vĩnh Cửu hay là Biên Hòa? Chắc là Biên Hòa cho gần nhà bạn. Nói gì đi, thuyết phục người ta đi. Nếu mà tí nữa em không bấm nút thì... Nếu mà được thì anh vẫn xin số điện thoại, có gì rảnh anh em mình nói chuyện. Thôi chưa gì bí quá vậy. Gì tôi không tin tin gì chơi vậy. Dù giờ quen bạn gái thì giờ gái đồng ý quen, tặng dám tặng nguyên con bò. Dạ, bạn có dám nhận không? Không, không dám. Dám không bạn, dám không? Hai con bò để làm quà cưới đúng không? Một con ta còn suy nghĩ chưa trả lời nữa, hai con. Rồi, à, coi giờ tính sao chứ ngày cưới là hai con bò để làm ngày cưới luôn đúng không? Trước sau gì cũng của bạn. Vậy đó hả? Dạ. Trước sau hai bò của bạn hả? Lấy không? Dạ tất nhiên là lấy rồi. Lấy luôn. Cảm nhận về bạn gái thế nào? Dạ, nhìn rất là dễ thương. Dễ thương và hiền. Thấy... Không biết nói sao nữa. Thế nói sao? Nói chung là thấy rất là hợp. Cảm giác tim nó đập chưa? Dạ, loạn xạ rồi. 3 tiếng đếm để hai người cùng suy nghĩ lại. Suy nghĩ cho kỹ. Đây là thời gian những cái khoảnh khắc đáng nhớ để chúng ta có thể suy nghĩ lại thật kỹ và quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Thấy bạn gái chờ đồng ý bấm nút đỏ rồi, cảm giác sao? Mừng lắm anh. Mừng lắm anh. Dạ. Nếu như bạn gái mà không có nhấn nút thì mình cảm giác sao bạn? Vì chắc em nghĩ là duyên chưa tới. Hai người nắm tay, cái cảm nhận như gặp buổi gặp ban đầu thế nào? Nắm tay đi. Chào, mình nắm tay này. Đó, nó xinh không? Rõ giờ hung lần nào chưa? Rồi. Hung rồi hả? Dạ. Tặng hai bạn cặp vé xem phim. Đây, tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax.